Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 4, từ câu 18 đến câu 22. Chúa Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Zebedê là ông Giacôbê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang cùng với cha là ông Zebedê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông, lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Quý vị và các bạn thân mến, qua đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy hình ảnh của bốn tông đồ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và chọn vào nhóm 12 tông đồ. Đó là Giacôbê và Gioan. Đó là Simon, cũng gọi là Phêrô, cùng anh trai của ông là Andrê mà chúng ta mừng kính hôm nay. Qua trình thuật, chúng ta thấy các ngài, cách riêng Andrê, là những người có công ăn việc làm ổn định, có nơi ở đàng hoàng. Vậy mà trước một lời kêu gọi của Chúa Giêsu để đi làm một công việc khác, một công việc hết sức bấp bênh và không biết kết quả rồi sẽ như thế nào, thế mà các ngài đã không ngần ngại bỏ đi tất cả và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi đó. Bởi vì tâm hồn của các ngài còn hướng tìm một điều gì đó cao cả hơn. Mặc dù chân của các ngài bước đi trên đất, nhưng lòng của các ngài thì hướng về trời. Chính vì thế mà các ngài dễ dàng đi theo lời kêu gọi của Chúa Giêsu. Để từ khi đó thì các ngài không còn lưới cá nữa, mà sẽ là những kẻ lưới người. Khi nghe đoạn tin mừng này, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ rằng đoạn tin mừng này chỉ dành cho những ai được Chúa chọn để sống trong đời tu. Nhất là câu nói của Chúa Giêsu: "Hãy theo ta." Nếu nghĩ như thế thì quả thật chúng ta chưa hiểu được lời kêu gọi của Chúa. Chắc hẳn rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu "Hãy theo ta" không chỉ dành riêng cho một số người nào đó, mà có thể nói là cho hết mọi người chúng ta. Nhưng để có thể đáp trả lại như các ngài, chúng ta cũng cần noi gương của các ngài. Cũng như Thánh Andrê, trước khi bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, thì ngài đã thao thức đi tìm chân lý. Cho nên ngài đã tìm đến để nghe Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng. Rồi ngài được chỉ cho biết hãy tìm đến Chúa Giêsu. Và ngài tiếp tục tìm đến Chúa Giêsu để được nghe giảng dạy. Nhờ đó, ngài đã tìm và đã gặp được Chúa. Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi chúng ta mỗi ngày đi theo Chúa. Xin cho chúng ta biết theo gương của Thánh Andrê, sẵn sàng đáp trả lại lời của Chúa. Đáp trả bằng thiện chí dám từ bỏ ý riêng của mình. Đáp trả bằng quảng đại góp phần mình vào công cuộc cứu độ của Chúa, khi sẵn sàng dấn thân vào công việc tông đồ hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta và trong khả năng của chúng ta.